các cô gái đội tuyển Taekwondo Việt Nam nằm trong nhóm các vận động viên không nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn để tập trung cho các giải đấu tích điểm đi Olympic. Và diễn biến vui nhất, Trương Thị Kim Tuyền đã mang về tin vui tại giải Mỹ mở rộng. Thi đấu ở hạng cân dưới 49 kg, Kim Tuyền được xếp hạng hạt giống số 3 và đã vượt qua 3 đối thủ để tiến vào trận chung kết và giành tấm huy chương bạc chung cuộc sau khi để thua hạt giống số 1 người Mexico Daniela Paula Souza. Thành tích này giúp Kim Tuyền thêm điểm vào bảng xếp hạng Taekwondo thế giới ở hạng cân dưới 49 kg. Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Taekwondo Việt Nam là nhắm tới ít nhất một vé tham dự Olympic Paris, với vòng loại châu Á sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 3.